Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Bảo với thành phần đã được nghiên cứu có tác dụng hỗ trợ giảm kích thước u xơ tiền liệt tuyến. Vương Bảo cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm kích thước sau 3 tháng sử dụng. Xin được mến chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến là một vấn đề về sức khỏe theo thời gian xảy ra ở hầu hết các ca nam giới, với những triệu chứng khó chịu ở đường tiểu dưới hầu hết là đối với các quý ông có tuổi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh này. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Vương Bảo đã đồng hành trên hành trình chữa bệnh cho nhân vật ngày hôm nay. Và nếu như quý vị khán giả có bất kỳ những thắc mắc nào, có thể liên hệ cùng với chương trình thông qua số điện thoại ở tổng đài 1800 1258 sẽ được tư vấn tận tình. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ sẽ đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Phong, phó trưởng khoa ngoại niệu Bệnh viện Nhân dân 115. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC, kính chào khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, trước khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ Thanh Phương, kính mời bác sĩ cùng gặp gỡ với một nhân vật trong phóng sự sau đây. Hà Chi Quang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Quý vị thân mến, không những Hà Chi Quang và tất cả quý vị chắc chắn rằng vấn đề sức khỏe luôn luôn là vấn đề chúng ta luôn quan tâm, đúng không ạ? Và đồng hành cùng với Sống Khỏe Đời Vui thì Hà Chi Quang cảm thấy mình thật là hạnh phúc, bởi vì trong mỗi chương trình chúng ta lại học hỏi thêm một cái cách để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. Và trong chương trình ngày hôm nay đến với nhân vật thì Hà Chi Quang được biết bệnh tình của chú nên đã chuẩn bị sẵn cho chú một món quà nho nhỏ. Hy vọng đây sẽ là người bạn đồng hành với căn bệnh của chú. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ chú Cường, là nhân vật của Sống Khỏe Đời Vui ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, con chào chú. Dạ, con là Hà Chí Quang đến từ chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Ngày hôm nay con rất vui đến thăm chú. Mời chào bạn Hà chơi. Dạ. Cháu uống nước đi. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú. Con uống đi. Dạ chú nè, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay chú như thế là 78 rồi. Dạ chú làm công việc gì ạ? Từ năm 60 bắt đầu là chú đi làm. Lúc bây giờ chú có 17 tuổi rồi. Lúc đó mình làm gì chú ạ? Chú làm bên lắp máy. Nói chung là lắp tất cả các loại máy, các nhà máy, nhà máy điện, nhà máy nước, thế rồi nhà máy xi măng. Cứ xong công trình nào lại đi. Dạ. Lại đi tiếp. Đến bây giờ thì sức khỏe của mình như thế nào? Nói chung là cái lúc mà chú làm công tác thì chú rất khỏe. Nhưng mà từ khi bắt đầu nghỉ hưu thì nó có nhiều triệu chứng lắm. Nào là tắc nghẽn đường thở này, thế rồi là tiền liệt tuyến này đấy. Mệt mỏi nhất là cái tiền liệt tuyến. Cái bệnh án của chú khi mà chú đi khám thì bác sĩ người ta cho chú đi siêu âm bộ, cái tiền liệt tuyến là to và lên đến 43. Đang mình đang ngủ mà bây giờ mất tiểu. Thì không dậy không được, mà dậy thì là mất ngủ. Thế ngủ giữa lúc mà đi xong rồi đi vào đi ngủ là không ngủ được. Thế là coi như mất trắng đêm. Bán sáng thì ngáp ngắn ngáp dài mà cũng không ngủ được. Thì bà cũng lắm lúc bà cũng bực mình với mình. Nhưng mà bây giờ biết làm thế nào được, tuổi già là vậy. Tối là bây giờ cứ ngủ, nên là cứ chốc lại thức dậy, chốc lại dậy. Thì thôi tốt nhất là đi ra ngoài này ngủ ngoài này để cho bà yên giấc. Dạ, thật sự một giấc ngủ đêm mình ngon giấc nhất là khoảng chừng 1-2 giờ khuya bắt đầu giấc ngủ mình mới thẳng giấc. Mà lúc đó là chú phải tỉnh dậy để... Đấy, nó như thế. Mang tiếng là đi mót tiểu đấy. Nhưng mà vào có khi ngồi đứng ở trong đó rồi. Đứng nhìn không đi được. Không đi được. Dạ. Đấy, nó khổ là khổ đấy. Không dám đi đâu chơi cả. Thì ví dụ bây giờ đang đi ngồi trên ô tô mà cháu bảo bây giờ nó lại nó mót tiểu thì bây giờ làm sao? Bảo ô tô đỗ xuống à? Dạ vâng. Đấy, nó khó là khó chỗ đó. Lúc ông ấy bị nhiều lúc ông đi một buổi đêm cũng 3-4 lần. Thế thì mình đang ngủ thì thấy ông dậy mình cũng giật mình. Nó đảo lộn cái giấc ngủ của mình đi. Thì chú có mình có phải tìm hiểu về những cái phương pháp điều trị tiền liệt nào đó? Khó lắm. Sao chú khó? Là vì chú đi
kháng nhiều, cứ cho thuốc uống có mình thấy cảm nó không có tác dụng mấy. Thế giờ người ta bảo là thôi cho ông mà quá lắm là phải mổ đấy, thì mình cũng hoảng. Bị một lần rồi thì sợ lắm. Chú đã mổ rồi. Tức là cái lần mà chú bị tự nhiên đau đau bụng kinh khủng lắm. Thế xong rồi là vào bệnh viện để họ thông cái đường tiểu của mình. Thông cái tuyến nó đau lắm, coi như là làm liệt cái tuyến phần dưới này đi. Thế xong bắt đầu mới rút vào. Để trong đó một tháng rồi, bắt đầu lúc rút ra thì mới khổ. Lúc rút ra là người ta lại không cho mình thuốc tê hay là hút mê, là cứ thế người ta rút thẳng cánh ra thôi. Hay là có người không chịu được, có người ngất. Thế xong từ đó, từ khi đó mà cái vụ đó thì thôi khỏi. Già tuổi đời rồi mà bây giờ mà mổ chết dở thì làm sao nó sống bây giờ từ đây đến cuối đời, xong làm sao nó sức khỏe nó tốt là được rồi, chứ còn bây giờ không muốn, con mong muốn cái gì cả. Dạ thưa chú, nghe chú chia sẻ thì con biết là cái căn bệnh đó gây khó khăn cho chú rất là nhiều. Hôm nay đến đây thì con còn có một món quà của nhà tài trợ dành tặng cho chú. Rồi, cảm ơn cháu. Con hy vọng đây sẽ là một món quà, một người bạn đồng hành với chú trong quá trình điều trị bệnh phì đại tiền liệt tim. Cảm ơn cháu nhiều. Và để cho chú và quý khán giả hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị hiệu quả của căn bệnh phì đại tuyến tiền liệt, chú hãy xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phim trường để nghe những chuyên gia chia sẻ những thông tin hữu ích về căn bệnh này. Dạ thưa bác sĩ, trong phóng sự vừa rồi thì nhân vật gặp phải những cái vấn đề như là thường hay tiểu đêm, tiểu nhiều lần và được chẩn đoán là phì đại tiền liệt tuyến. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết là phì đại tiền liệt tuyến là một căn bệnh như thế nào ạ? Chúng ta biết tuyến tiền liệt nó là một cấu trúc, nó thuộc cơ quan sinh dục của nam, nó nằm ngay cổ bàng quang. Từ cổ bàng quang nước tiểu nó thoát đi qua niệu đạo, nó xuyên qua cái tuyến tiền liệt, nó qua đoạn niệu đạo tiền liệt tuyến. Chúng ta biết ở nam giới là sau 40 tuổi thì bắt đầu tuyến tiền liệt bắt đầu nó phì đại, nó gây ra bệnh lý gọi là phì đại tiền liệt tuyến, hay là u sơ tiền liệt tuyến, hay là tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, hay là bú tiền liệt tuyến, đó là những cái danh từ nó là giống nhau để nói một bệnh lý là cái tuyến tiền liệt của người nam giới đó bị phì đại, bị lớn lên. Khi mà tuyến tiền liệt nó lớn lên thì nó đè lên cái phía trên là cái bàng quang, nó gây ra những cái triệu chứng gọi là triệu chứng kích thích cái bàng quang nó tăng co bóp đi, nó làm cho người bệnh có triệu chứng là tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp hoặc là xóng tiểu. Khi mà cái bú nó lớn, nó đè ép vô cái niệu đạo, nó gây hẹp cái đường tiểu đi, thì nó gây ra một nhóm triệu chứng gọi là nhóm triệu chứng bế tắc. Thì cái những triệu chứng bế tắc nó gồm những triệu chứng gì? Thứ nhất là tiểu khó, người bệnh đi tiểu rất là khó, đi tiểu phải rặn và cái dòng nước tiểu nó yếu và nó không bắn ra xa mà chỉ rớt xuống chân thôi. Và nặng hơn nữa có là bí tiểu luôn, người ta không có tiểu được. Đó là triệu chứng mà bị người bệnh nam giới bị phì đại tiền liệt tuyến thường gặp phải. Ngoài ra khi mà những trường hợp nặng hơn, nó gây ra những biến chứng, ví dụ những biến chứng lên bàng quang, biến chứng đường tiểu trên thì có thể gây ra những cái triệu chứng khác nữa, ví dụ như triệu chứng của suy thận, cái bế tắc mà thận ứ nước, rồi sỏi của bàng quang, sỏi tiết niệu hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu, vân vân. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và khi nghe nói đến đây thì nhiều các quý ông sẽ cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì đây là một chứng bệnh mà hầu hết nam giới sẽ gặp phải khi mà càng lớn tuổi. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân cho đâu dẫn đến phì đại tiền liệt tuyến thế ạ? Thực sự đến bây giờ cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt á chưa được các nhà khoa học chưa có thống nhất, các nhà về niệu học cũng chưa có thống nhất, chỉ những giả thuyết đưa ra và được có nhiều người chấp nhận hay không thôi. Người thì nói là do di truyền, người thì nói là do lớn tuổi hoặc là do yếu tố môi trường, vân vân. Tuy nhiên thì có một giả thuyết là được nhiều người đồng tình nhất, đó là một yếu tố về tuổi tác, lão hóa và nội tiết ở đây. Tức là sao? Là khi càng lớn tuổi thì cái bệnh lý tiền liệt tuyến càng gặp nhiều hơn. Và cụ thể là trong câu chuyện của Bác Cường, nhân vật trong phóng sự ở phần đầu chương trình, thì Bác Cường đã bị phì đại tuyến tiền liệt từ năm 2017 đến nay là cũng đã 4 năm rồi. Cũng đã chữa trị qua những cái phương pháp Tây y, Nam y, rồi những cái loại thuốc nam vân vân, nhưng mà dường như là vẫn không cải thiện cho lắm. Vậy thì có cách nào để bác chữa trị hiệu quả và an toàn không ạ? Nhân vật trong cái phẩm chúng ta thấy đó là bác bị tăng sinh lành tính tiền liệt và cũng đã được điều trị với rất nhiều phương pháp điều trị bằng thuốc Tây, thuốc Nam, nhưng mà đến giờ thì kết quả chưa được như mong muốn. Thì trước khi mình có cái bình luận về cái vấn đề này thì mình nói qua cái vấn đề điều trị của cái tuyến tiền liệt. Thực sự bây giờ thì cái tuyến liệt khi mà lớn lên phì đại ra thì có hai phương pháp điều trị chính, đó là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Nội khoa là người ta dùng thuốc, thuốc ở đây là sử dụng thuốc Tây y, những thuốc tân dược, những thuốc này nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó nhỏ lại. Đó là những nhóm thuốc mà nó ức chế năm alpha reductase. Cái thuốc này nó kích thích, nó làm cho cái men testosterone nó không có chuyển hóa được, nó sang cái dạng hoạt động
làm cho cái tuyến tiền liệt nó không bị kích thích và nó không phát triển lên nữa. Thì cái cơ chế của thuốc này nó là như vậy, nó làm cho cái thuốc nó không có phì đại, nó không lớn ra về mặt thể tích. Cái thuốc thứ hai có thể sử dụng đó là những nhóm thuốc mà nó làm cho cái đường tiểu mở rộng ra để người bệnh đi tiểu thấy dễ chịu hơn. Ví dụ thay nhiều người ta đi tiểu khó, ta phải rặn do đường tiểu nó hẹp, do phì đại nó chèn ép, thì cái thuốc này nó có nhiệm vụ là nó mở rộng cái đường tiểu ra thôi, chứ nó không có ảnh hưởng lên, nó không có tác dụng nó làm nhỏ cái bú lại. Đó là về điều trị nội khoa. Còn về ngoại khoa thì có nhiều phương pháp để can thiệp lên để cắt cái bú này, làm cho cái bú này lấy cắt đem ra khỏi ngoài cơ thể, làm thông thoáng cái đường tiểu. Đó là những cái can thiệp. Tuy nhiên về mặt cái ngoại khoa thì nó vẫn có những cái biến chứng nếu chúng ta can thiệp. Ví dụ như biến chứng nó làm hẹp niệu đạo nè, rồi nó làm nhiễm trùng, chảy máu, là những cái biến chứng khó chịu hơn đó là tiểu không kiểm soát, tức là sau khi mổ xong là người ta không kiểm soát được dòng nước tiểu nó tự nó chảy ra. Đó là những cái biến chứng mà có thể gặp ra, để thấy rằng là cái phương pháp nào để điều trị cái bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt nó vẫn có những cái hạn chế. Thế thì nhân vật của chúng ta đã được điều trị với nhiều phương pháp như vậy và kết quả hiện tại là chưa được mong muốn, thì có nhiều khả năng. Thứ nhất là có thể là cái thuốc mà bác đang điều trị đó nó có tác dụng phụ, bác không có thể tiếp tục cái liệu trình. Ví dụ mình uống vào thì nó gây ra những cái phản ứng bất lợi hoặc là tương tác với những cái thuốc mà bác đang sử dụng để điều trị những cái bệnh nền. Bởi vì bệnh nhân thường là những bệnh nhân lớn tuổi mà, tuổi thì người ta có thể là bị cái bệnh khác nữa, thì người ta uống thuốc như vậy khi nó tương tác với nhau nó làm cho người ta khó chịu, người ta phải dừng cái điều trị lại. Chính vì cái điều trị không liên tục, không đủ thời gian, không đủ liều lượng như vậy nó làm cho cái hiệu quả nó bị hạn chế đi. Cái nữa là có thể là mình điều trị nhưng mà mình phải song song với những cái phương pháp về điều chỉnh lối sống nè, điều chỉnh chế độ ăn nè, hoặc là tập thể dục. Khi mà điều trị như vậy thì một thời gian rồi chúng ta đánh giá nếu không có hiệu quả thì chúng ta đổi phương pháp khác. Xu hướng ngày nay là thầy thuốc cũng như người bệnh ưa chuộng sử dụng những cái phương thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên hay còn gọi là thảo dược. Riêng đối với bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, ở Việt Nam mình có những cái thảo dược có những cái hoạt tính rất là tốt để điều trị cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thông qua ức chế sự phát triển của vú. Đó là những cái bài thuốc mà chiết xuất từ những cái dược liệu. Thứ nhất đó là từ nán hoa trắng. Nán hoa trắng tức là cây đại tướng quân đó. Thứ hai là từ rau tàu bay, hải trung kim và xài hồ nam. Đây là bốn cái thảo dược chiết xuất ra để điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt. Sản phẩm này cũng đã được thực hiện bằng những thực nghiệm lâm sàng ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và cho thấy là cái thuốc nó rất an toàn và hiệu quả để điều trị tăng sinh lành tính tuyến liệt thông qua. Thứ nhất là nó làm cải thiện những cái triệu chứng do cái bệnh lý tăng sinh tuyến tiền liệt gây ra. Cụ thể là nó làm giảm triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu gấp. Nó làm giảm thể tích của bú lại. Nó ức chế, nó làm cho cái bú không phát triển nữa thì chúng ta sẽ giảm cái nguy cơ phải phẫu thuật. Và cái cuối cùng đó là cái thuốc này nó là nguồn gốc từ thiên nhiên, nó ít tác dụng phụ hơn và có thể phối hợp an toàn với những thuốc tân dược, những thuốc tây để điều trị bệnh khác, nên người bệnh có thể sử dụng lâu dài, tương đối an tâm. Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Ôi hay quá, ban nãy bác sĩ có nhắc đến những các loại thảo dược như là nán hoa trắng nè, rồi hải trung kim, rau tàu bay, xài hồ nam. Vậy thì đã có một cái công trình nghiên cứu khoa học nào để chứng minh những cái loại thảo dược này an toàn và hiệu quả đối với bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt thế ạ, thưa bác sĩ? Về mặt những cái thảo dược này thì cũng đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Mỗi một thảo dược nó có vai trò riêng. Ví dụ như nán hoa trắng, cây nán hoa trắng này nó có hàm lượng alkaloid rất là cao. Chính vì vậy nó làm cho cái hiệu quả điều trị rất là tốt. Nó làm cho thể tích của tiền liệt tuyến có thể giảm xuống 35,4% nếu mà chúng ta sử dụng. Rồi cái cây hải trung kim, đây là một cái thảo dược nó có tác dụng là nó kháng viêm. Nó làm cho cái đường tiểu mình không có bị phù nề, không bị viêm. Ngoài ra thì để tăng cái hiệu quả điều trị, nhà sản xuất đã bổ sung thêm một số dược liệu vào trong sản phẩm. Đó là cao ngũ sắc, cao đơn kim, cao quả nhật và cao lá cây hoa ban để làm tăng cái hiệu quả điều trị của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phương Bảo với thành phần đã được nghiên cứu có tác dụng hỗ trợ giảm kích thước u xơ tiền liệt tuyến. Phương Bảo cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm kích thước sau 3 tháng sử dụng. Nhãn hàng Phương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành khoảng thời gian để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của chương trình. Đầu tiên xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với vị khán giả bác Chu Văn Thái, 71 tuổi, ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị. Thưa bác sĩ, tôi mới bị phì đại tiền liệt tuyến, nhưng đi siêu âm bác sĩ bảo kích thước tiền liệt tuyến của tôi hơi to, tận 62 gram. Tôi dùng thuốc của viện 3 tháng không đỡ. Bác sĩ nói muốn điều trị nhanh thì phải phẫu thuật. Nhưng tôi không muốn mổ thì tôi
phải điều trị tiếp như thế nào. Nếu bệnh lâu không hết thì có nguy cơ gì cho sức khỏe của tôi hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ. Khán giả chúng ta có một cái thể tích hay là khối lượng của cái tuyến tiền liệt đó là 62 gram. Chúng ta biết cái thể tích của tuyến tiền liệt bình thường là 10-20 gram. Tùy theo cái hướng phát triển của cái bướu đó, phát triển ra phía ngoài, nó không có chèn ép vì đường tiểu hết, không cần phải điều trị. Những trường hợp có người ta có thể tích bướu rất là nhỏ, một cái nhân sơ nhỏ nhưng mà nó chèn vô cái đường tiểu, nó vẫn gây ra bế tắc bí tiểu bình thường. Có tích bướu như vậy thì khán giả cũng đã được điều trị bằng thuốc khoảng 3 tháng rồi, không ạ? Nhưng mà kết quả thì có vẻ là không như mong muốn. Tại đa phần những cái thuốc có thể là kiểm soát hết những cái tuyến liệt nếu phát hiện sớm. Còn những trường hợp ví dụ như bệnh nhân đến giai đoạn trễ đã bướu nó lớn gây bí tiểu rồi hoặc là gây biến chứng rồi thì mình uống thuốc mình chờ đến bao giờ, mình không có thời gian để chờ thì bắt buộc mình phải phẫu thuật thôi. Tuy nhiên phẫu thuật nó vẫn có những cái biến chứng nhất định. Tuy nhiên để đảm bảo là giai đoạn hiện tại là bác chưa có những biến chứng, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc làm nhỏ bướu giống như là cái thuốc ức chế 5-alpha thì chúng ta đó là thuốc tây. Chúng ta có thể uống và chúng ta có thể phối hợp thêm những cái thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên, đặc biệt là những cái thảo dược mà nó có thành phần chiết xuất từ nán hoa trắng với thành alkaloid hoặc là licorin. Những hoạt chất này nó giúp nó làm nhỏ cái thể tích bướu lại, nó làm cho cái bướu không phát triển nữa và cái thể tích nó giảm lại, có thể nó giảm đến 1/3 với kích thước nó giảm xuống. Như vậy thì có thể chúng ta không cần phải can thiệp phẫu thuật. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã gửi đến chương trình ngày hôm nay. Dạ, con chào chú. Chú còn nhớ con không? Dạ, nhớ. Dạ. Em mời vào trong nhà chơi. Dạ. Anh ngồi đây đi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, thưa chú, lần này con quay lại thăm chú, nhưng mà trước tiên con đến nhà chú lúc nào con cũng không quên được cái hương vị chà bạc. Dạ, con mời chú. Dạ chú, hôm nay chú thấy tình trạng sức khỏe chú sao rồi ạ? Sức khỏe giờ nó bình thường. Tức là tối bây giờ chú chỉ còn đi có một lần thôi. Yeah. Đấy, đi một lần thôi. Thế nhưng mà có một cái đặc biệt là nó không nhắc nhát như trước nữa, mà đi như là coi như là bình thường như là mọi người thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước khi đi ngủ chú uống nước thoải mái. Thế còn bệnh thì tốt rồi. Yeah. Là bây giờ là chú không còn có tình trạng đấy nữa. Thì bây giờ là hết cái tình trạng ra sofa ngủ rồi đúng không chú? Nhưng nó bây giờ bãi ngủ thẳng giấc luôn. Dạ, thẳng giấc luôn. Mình ngồi xe là mình có yên tâm là mình không có bị không bị nó lo lắng gì quá trình đó. Bây giờ là đi tốt rồi. Không phải dậy lắt nhắt nhiều lần. Dồn dập nhất là ví dụ lúc đầu tiên thì chú uống tới 6 viên. Thế xong bắt đầu nó gọi là có công hiệu. Thì dần giảm xuống còn 4 viên. Dạ. Thế nhưng bây giờ chú khỏi hẳn là chứ dù tối chú chỉ nhắc lại 2 viên. Có một bạn chú tôi bị, mà ông còn bị nặng hơn chú nữa. Đầu tiên ông cũng không tin. Dạ. Ông vẫn cứ uống cái nào là Pháp, nào là Canada đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng bây giờ bảo bây giờ ông uống thử cái này đi, xem nó thế nào. Thì ông cũng có mua ông uống. Mỗi người có cơ địa khác nhau. Dạ. Nếu mà anh hấp thụ tốt thì nhanh, mà anh không hấp thụ được thì từ. Thì vừa rồi đi khám ấy, thì là ông có cho đại siêu mổ bụng lại. Dạ. Thế thì có cái tiền đột tuyến ấy thì là hôm nay là nó coi để không to. Dạ. Tức là coi như là mình đã khỏi. Đấy. Từ khi là kết hợp với lại Vương Bảo. Dạ. Đồng thời với lại theo cái phác đồ của bác sĩ đó, cái bệnh của chú là cải thiện tốt, nói chung là tốt, rất tốt. Bao nhiêu phần trăm ạ? Được khoảng nữa là 80-90%. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Theo bác tới uống cái thì bác cũng có cái an tâm. Nó là cái sản phẩm thiên nhiên. Dạ. Đấy. Từ khi bác uống đến giờ đến ngày bác chưa thấy có cái phản ứng phụ. Dạ, thật ra thì trong sản phẩm thì chứa các thành phần thảo dược giống như là nán hoa trắng, hải trung kim, rau tàu bay, xài hồ nam. Đây là những thảo dược rất tốt hỗ trợ điều trị về cái phì đại tuyến tiền liệt, nên bác rất là yên tâm khi mình sử dụng sản phẩm. Mình uống thì bắt đầu thấy như là nó có cảm giác như là nó hơi dịu đi một chút. Dạ. Thế giờ dần cứ uống dần lên thì là nó nói chung bây giờ là quá thoải mái. Con xin chúc chú luôn luôn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Cô cũng mừng là vì về chú uống cái sản phẩm này được là để lại cái sức khỏe và cái bệnh của chú ấy, nó cũng thuyên giảm đi. Thì nói chung là chú cũng tuân thủ theo cái lời dặn của bác sĩ và cái ăn uống trong gia đình. Cô cũng theo đó và cô điều hòa cái ăn uống cho chú, nhất là ăn rau này, trái cây này. Thế còn nói chung là ăn các cái thứ mà bồi bổ cho cái sức khỏe. Để điều trị dứt điểm tiểu đệm do phì đại tiền liệt tuyến, người bệnh cần tập trung vào điều trị gốc rễ của vấn đề là giảm kích thước u xơ tiền liệt tuyến.
xu hướng dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như nán hoa trắng, hải trung kim, rau tàu bay, ngải nhật, vân vân, mang đến tác dụng toàn diện và an toàn hơn. Ngoài dùng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp như ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, tránh bia rượu và các đồ ăn kích thích. Tập thể dục đều đặn hàng ngày để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng độ bền cơ sàn chậu. Theo dõi sức khỏe và tái khám thường xuyên để sớm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ hữu ích gửi đến chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.